Hello chị Mau Mau. Làm gì Mau Mau? Mới ngủ dậy hả? Trời ơi, mặt bả say ke kìa. Không Mau Mau đi ngủ không Mau Mau? Đi không? Rồi chị ta lặng lẽ bỏ đi đẻ luôn rồi. Trời buồn thứ luôn. Chị bò sữa. Còn anh Mực đâu rồi? Mực ơi. Trời ơi Mực nó ngủ nó đút cái đầu vô cái lu nè. Trời ơi chị bò sữa ơi, bò sữa. Bắt xe ke này. Đi ngủ cho không? Ngủ cho không? Thôi, thì sợ đen chứ gì. Nhà ngủ đi nha. Ô, chị bác sĩ. Không giữ con hả chị bác sĩ? Không ngủ với con hả chị bác sĩ? Đi ngủ cho không? Đi không bác sĩ? Đi không? Hôm nay tao đi ngủ sen nè, đi không bác sĩ? Không có đi ngủ lúa nữa đâu. Đi ngủ sen nè, đi không? Rồi chị ta lặng lẽ bỏ không nói một câu nữa. Thôi ở nhà đi nha, còn mấy đuôi nữa. Nhà giữ con chị đi. Bye bye. Đi trẻ em chị bim bim coi. Bim bim à. Đi gọn không? Bim ơi. Đi gọn không bim bim thôi. Đi không? Thôi nắng lắm ở nhà luôn nha bim bim. Ở nhà hay là đi nè bim bim. Bim ơi. Ở nhà không? Đi không? Thôi nắng mày đen đó, ở nhà đi. Bye bye. Ở nhà dưỡng nhan sắc nha bim bim. Bye bye, bye bye. Bye bye bim bim, thúi nhỏ. Hi, hi. Lại là mình đây, Sâu nè. Còn đây là Bông Bự nè. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay thì hai chị em mình lại tiếp tục ra đồng. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình không phải đi ruộng lúa không nữa nha các bạn. Đây, phía sau lưng mình vòng vòng đây là ruộng sen không nè các bạn ơi. Thì cũng nhiều bạn yêu cầu mình làm ở ngoài ruộng sen rất là lâu luôn rồi. Nhưng mà tại vì á, thường á, ở nhà mình chỉ quay với tiểu Bim Bim, mình chỉ có thể quay ở nhà các bạn ơi. Bim Bim thì đi xa không được á, cho nên là mình tối ngày mình ở nhà không à. Hôm nay nhờ có BB mà mình đổi view nè các bạn. Đó, phía xa người ta trồng sen rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay mình sẽ chế biến một cái món ẩm thực tại cái ruộng sen này luôn nha các bạn. Ngay chỗ này sen nó chưa mọc tới các bạn ơi. Phía xa xa ngoài kia thì rất là nhiều luôn. Ngay chỗ ông Bi đứng nhìn ra các bạn. Thì ngày hôm nay mình lợi ruộng sen thì mình cũng chế biến một cái món ẩm thực cũng liên quan đến sen luôn nha các bạn. Thì đó chính là đùi gà bó lá sen nướng và chấm muối ớt siêu cay, ăn tại chỗ luôn nha các bạn. Thì sen nó đã nở rồi các bạn ơi. Hả? Ồ, còn nó đang đi kìa. Wow. Đó, sen này thì bên đây nó tự mọc lan qua này các bạn ơi. Từ bên ruộng sen người ta trồng á, nó mọc lan qua đây rất là nhiều luôn. Nhìn rất là đẹp luôn hả Bi ha. Thôi làm chị Trang ơi, em đói bụng rồi, này bụng em nhỏ xíu à. Trời đất ơi, cái bụng nhỏ xíu rồi hả? Đi, đi làm đi, lẹ lên. Đói rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha các bạn. À quên nữa, các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cho chị Sâu mình có động lực làm thêm nhiều video mới rồi cho mình ăn nha các bạn. Thì để có thể mà tạo ra những video cho các bạn xem mỗi ngày á thì mình rất là cực luôn các bạn ơi. Mình phải đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng để có thể quay những cái cảnh này vừa đẹp mắt và vừa chế biến những cái món ăn cho các bạn xem nữa. Thì rất mong các bạn sẽ làm niềm tin và động lực để cho mình cố gắng bằng cách là nhấn vào nút đăng ký kênh, chia sẻ video cho mấy chị em mình thật là nhiều để cố gắng hơn nữa nha các bạn. Còn Bim Bim Thúi á, mặc dù là đi xa các bạn, cho nên là mình không có dám cho nó đi nhiều các bạn ơi. Đi xa thì rất là mệt luôn. Tội nghiệp, các bạn hãy thông cảm giúp Bim Bim Thúi nha. Trời, bây giờ đi làm thôi. Cái gì vậy? Chân em xình không? Trời ơi. Ok, thì bây giờ hai chị em mình sẽ đi hái lá sen để có thể cuộn cái đùi gà mình vô để có thể nướng nha các bạn. Có không Bi? Ồ, quá trời luôn nè. Từ từ. Trời ơi. Đây, rồi mình sẽ bỏ vô mình nướng luôn. Bi, hái mấy lá sen nhỏ nhỏ nè Bi ơi. Mấy lá bự bự tốt tốt nè, để mình có thể quấn gà. Bi ơi, hai lá rồi Bi ơi. Ừ. Dồi ôi. Có không qua đây nha. Nhanh nha. Ê dù. Trời thần ơi. Đây. Oh yeah, oh yeah. Ba mũ không? Ô đây có bông sen đó rồi Bi. Thấy có bông sen chứ nó có màu mè chơi. Ok, hái sâu sâu xuống, rớt cái quạt ra. Rồi, ok. Bắt trời nha. Hái lá kìa Bi ơi, hái lá bự kìa. Cái lá bự kìa. Ủa, đúng rồi.
Wow, cái này bự ghê ta. Giờ mình sẽ đi lại đằng phía đằng kia ngay chỗ mình để đồ á, để mình có thể chế biến ẩm thực nha. Đi nào bây giờ? Đi bự thôi, lẹ thôi. Wow, quá trời luôn rồi. Bây giờ làm gì vậy? Trời ơi, bè bẻ xiên non. Còn em còn một bút. Trời ơi, mày bỏ cái vô kẹt nách coi ngon không? Nè, ngon. Ngọt không Bi? Hái ăn tại chỗ luôn nè. Quá wow, tuyệt vời luôn, ngọt ngay phải không? Nó ngát. Ai muốn đi ăn cái đó. Ok các bạn ơi, thì đây mình để đùi gà đem theo đây nè. Đây là 4 cái đùi gà của mình nha. Từ từ Bi ơi, giờ chị ướp gà cái đã. Đùi gà mình đã rửa sạch. Đó. Đây, mình sẽ ướp thịt nướng. Sẽ ướp đùi gà. Wow, trời quá nắng luôn. Wow. Đây, giờ mình sẽ tấm cái bọc lại. Đấy, chúng ta bắt đầu trộn đều cái đùi gà lên. Wow, wow, wow. Cho nó thấm gia vị nha. Oh, oh, no, no, no. Đó, giờ chúng ta sẽ để khoảng 15 phút. Trong khi đó, bây giờ mình sẽ đi đào cái hố. Dạ, để chị rửa tay cái nghe Bi. Ok. Ê, đào hố thôi nè. Đào hố ở đây nè. Ồ, đào ngay chỗ này đi, đúng rồi. Ờ, giờ Bi bụng bự sẽ đào cho mình cái hố nha các bạn. Trời quá cô. Đào đi, nhanh lên. Tự. Rồi nhanh lên nào. Ôi trời, thằng ơi. Đất gì như đá vậy. Rồi đó nha, đào đi nha Bi. À, cuối cùng thì mình cũng đã đào được cái lỗ mini rồi nè. Giờ bắt đầu chuẩn bị nướng thôi. Ok các bạn ơi, gà hồi nãy giờ mình ướp cũng khá lâu luôn rồi nè. Giờ chúng ta sẽ lấy lá sen. Đó, mở lá sen. Để mình sẽ quấn cái đùi gà mình vô để mình có thể nướng nha. Đây, lá sen thì rất là sạch luôn á bà con ơi. Đổ 4 cái đùi gà ra. Wow. Để quấn lại. Mình sẽ ốp lại nha. Ok. Thở vô. Quấn lại thêm nhiều vòng. Để thiệt là nhiều lá sen để cho nó không có bị khét các bạn. Đây ok các bạn ơi, mình đã quấn xong như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem lại cái hố của mình nha. Đây tiểu Bi Bi ơi. Đây nè. Wow, đây cái hố của mình đây. Đó, Hạ Nguyệt. Đó, một hồi mình sẽ đốt than phía trên đây. Bi xem. Ok, giờ Bi bụng bự sẽ đập than cho mình nha các bạn. Vừa vừa thôi nha Bi, đừng có nhỏ quá. Ừ, bự bự á. Rồi, được rồi, đừng nhỏ quá. Rồi, được rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nổi lửa lên thôi nào. Đó, Bi sẽ chịu trách nhiệm là đốt lửa lên Bi. Quẹo lên nào. Wow. Lửa hú hồn chưa? Hú hồn chưa chị xui? Mô Phật. Trong khi đợi gà chín mình tọa lạc ở đây đi chị Giang ơi. Em bắt đầu thiền trên lá sen nha. Mà mệt dữ lắm hả Bi? Trời Hằng ơi. Cái bụng của con chả kìa. 6 muối, 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối, 5 muối, 6 muối. Ôi trời ơi. Có bo, có gì vậy? Có gì vậy? Con heo, một con cá heo. Bây
Ơi, nãy giờ mình nướng là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, không biết cái đùi gà mình nó chín chưa, không biết cái đùi gà mình như thế nào rồi. Yeah, một đống luôn. Lửa qua đây Bi ơi, qua đây Bi ơi. Phú hồng chi né. Ui, nước nó chảy thè lè luôn bà con ơi. Bây giờ mình sẽ lết lại đây, nó rất là nóng luôn, cực kỳ nóng luôn nè. Bi vô. Nhưng mà nó bị khét kìa, thì mình phải lấy ra. Wow, thơm hết Bi ha, thơm mùi lá sen ghê luôn các bạn ơi. Và giờ mình sẽ lấy ra cũng là một cái sự khó khăn. Mình ăn dân dã xíu đi các bạn. Ngoài đồng ngoài ruộng mình hơi dân dã cho nên các bạn thông cảm giúp mình nha. Thấy vậy chứ phía bên trong nó cũng chưa chín lắm các bạn ơi, chắc giờ mình phải lấy này phải đem đi nướng lại nó quá các bạn nha. Mấy cái phần mà dính mà lá nó bị cháy khét á, giờ mình sẽ bắt đầu bắt hai cái cây chuốt này nè ngay lửa than để mình có thể nướng lại mấy đùi gà cho nó thiệt là chín nha các bạn ơi. Hiện tại thì cái đùi của mình nó rất là thơm mùi lá sen rồi, thì nướng cho nó thiệt là chín lại mình mới dám thưởng thức. Ui dùi, nóng kìa. Ok các bạn ơi, đùi gà mình nó đã vàng rồi nè, giờ mình sẽ lấy ra nha. Cái này mình mới lấy ra luôn nè. Cái này, cái nào hồi khác mình sẽ cắt ra bỏ nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ muối ớt ra. Đây, đổ muối ra để chuẩn bị làm muối ớt siêu cay chấm nha các bạn ơi. Đây mình không có đem theo cái chà đâm tiêu các bạn ơi, giờ mình sẽ lấy cái dao để đâm nha. Đùi gà mình đã nướng xong rồi các bạn ơi, để lá sen với bông sen trang trí. Trời ơi, có thêm cái cỏ gì tiểu Bi bụng bự đây nè các bạn ơi. Đây mình quấn trong lá sen nè, với lại có cánh hoa sen này cho nó đẹp đẹp hồng hồng nè các bạn. Đây trận này rồi đó, chén muối ớt của mình nè các bạn ơi. Bi ơi, chuẩn bị thưởng thức thôi nào. Đùi đó, đúng rồi đó, đùi bự nhất á. Gỡ cái khét ra nghe Bi. Đây cái phần khét mình sẽ gỡ bỏ rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình nướng ngoài đồng theo phong cách sinh tồn xíu. Thấy sao Bi? Sao? Thơm. Thơm hả? Vừa ăn. Có mùi lá sen không? Có. Nó cũng thấy thơm bạn ơi. Mình ngồi đây mình cũng thấy rất là thơm. Gỡ cái phần khét bỏ Bi ơi. Nè, chấm ớt nè Bi. Chấm ớt nè Bi. Ngon lắm luôn. Chén ớt của mình nè các bạn ơi. Bi nó sợ cay. Bi ăn cay hơi dở, các bạn thông cảm nha. Ngon xuất sắc. Nó hơi đen đen nhưng mà ngon phải không Bi? Thơm lắm. Ở đây là ngoài ngoài ruộng sen luôn các bạn ơi. Trời ơi, con gãy cái răng luôn rồi. Quá đã luôn rồi. Ăn gì Giang? Ăn gì sau? Ok. Nó kêu cái tên thiệt của mình đó các bạn ơi. Chấm nó đi Bi. Nhìn thấy chảy nước miếng không? Để cho con Bi ăn trước các bạn ơi. Tội nghiệp nó sớm giờ nó đi theo mình nè, nắng nôi. Trời ơi, miếng ớt luôn. Nó sợ cay. Ồ, nó phê, nó đỏ gì đâu á. Đã không? Nó chín hết trơn luôn rồi. Giờ mình sẽ làm cái đùi các bạn ơi. Cái đùi nhỏ nhỏ này đi. Mà hơi khét là mình sẽ gỡ ra. Cái đùi mình gỡ ra, sơ sơ mấy phần khét ra nè. Mình ăn đỡ luôn nha các bạn. Lâu lâu rồi mình ăn theo phong cách mội như vậy đi cho nó ngon. Chấm như nè. Đây xin mời các bạn ăn cái đùi nướng lá sen với mình nha. Mời Bi nha Bi. Nó rất là ngọt. Thơm mùi lá sen các bạn. Lần đầu tiên mình nướng trong lá sen luôn. Ngọt mà rất là thơm luôn. Cái lá sen mình nướng lên á, cái mùi nó khác khi nó còn sống lắm, khác lắm các bạn ơi. Hai chị em mình cùng chấm nè. Đây xin mời bạn nha. Phê. Làm mệt mà ăn ngon hả Bi ha. Đúng. Ở ngoài này ruộng á làm hơi mệt nhưng mà ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời.
trời nắng nóng nữa. Ăn cay quá. Ăn đùi gà không đi. Đùi không nó cũng vừa ăn không đi. Nó không bị vỡ ướp á. Còn mình nướng có 4 cái nữa. Bi nè, lấy cái bự này Bi. Để chị ăn cái nhỏ cho thôi. Nè ăn bự đi. Dở ra nha. Ôi quá thiệt luôn. Dở ra. Wow, thơm. Trời ơi, vừa ăn vừa hửi bông sen hả Bi? Đúng. Công nhận cái lá sen này thơm lắm các bạn ơi. Cay. Đây nè các bạn ơi, sau khi mình gỡ ra còn được nhiêu đây nè. Đã khét quá trời luôn. Đây xin mời bạn nha. Mời bạn nha. Nước phê. Ok các bạn ơi, thì cuối cùng cái bữa ăn ở ngoài đồng ngoài ruộng của hai chị em của mình cũng đã xong luôn rồi. Do trời nắng quá các bạn ơi, rất là khó chịu luôn. Thì bây giờ mình chắc phải về với Tiểu Bim Bim rồi. Rất mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ hai chị em mình và Tiểu Bim Bim Thú nữa nha các bạn. Giờ mình với lại Bi Bụng Bự phải về với lại Tiểu Bim Bim mà các bạn ơi. Khá là nhớ nó luôn, hôm nay không có nó thiệt là buồn các bạn. Thì trước giờ mình hay quen với nó là mỗi clip quay với Bim Bim rồi. Giờ không có nó rất là buồn luôn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye.